Trước đây thì Hà gặp phải một cái tình trạng rất là lớn, đó chính là gương mặt của mình bị lệch. Nhiều khi mà tự soi gương thì cảm thấy rằng một nửa khuôn mặt thì hơi phù ra, còn một nửa thì lại bị hóp vào. Và thậm chí là lông mày cũng bị lệch một bên cao hơn một bên thấp. Và mắt thì cũng một bên to một bên nhỏ. Và cùng với đó là một cái tình trạng nữa là da của Hà bị sạm, không đều màu, nám, tàn nhang và có cả mụn nữa. Và khi gặp phải trường hợp như vậy thì không chỉ Hà Bùi mà bất kỳ ai cũng vậy thôi, cũng sẽ cảm giác rất là tự ti. Trong công việc cũng như trong cuộc sống cũng thế, nó cản trở rất nhiều. Và đó cũng là một cái nỗi lo của Hà. 볼기 테라피를 통해서 고객님 벌어져 있는 광대를 안으로 모아드려서 얼굴의 굴곡이 조금 더 완만해질 수 있도록 해드렸고 고객님께서 본래 자리보다 광대가 조금 더 벌어져 있어서 제가 양쪽 광대를 안으로 들어갈 수 있도록 관리를 해드렸어요. 특히 고객님께서는 오른쪽 광대가 왼쪽 광대보다 조금 더 벌어져 있어서 오른쪽이 조금 더 들어갈 수 있도록 오른쪽을 더 집중적으로 해드렸어요. Hà Bùi cảm thấy là con người và không gian ở đây thì cực kỳ là Hàn Quốc. Ngay từ những bước chân đầu tiên khi mà bước vào Jackson Beauty thì Hà Bùi cảm nhận rằng mình như đang đứng ở Hàn Quốc vậy. Cùng với đó là một cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu và thoải mái. Một điều đặc biệt nữa là Hà Bùi còn được chính tay cô viện trưởng người Hàn Quốc thực hiện liệu trình này cho mình. Điều đó mình rất là vui và cảm thấy tin tưởng. Thực sự đây là một lần đầu tiên mà Hà có một trải nghiệm chăm sóc độc đáo đến như vậy. Đúng là một phương pháp cổ truyền hơn 40 năm tại Hàn Quốc. Và đặc biệt hơn ở Việt Nam thì Goki là một kỹ thuật độc quyền có tại Jackson Beauty. Cảm giác khi mà cô viện trưởng người Hàn tác động lên phần xương trên cơ mặt của mình thật sự lần đầu khá là đau. Nhưng những buổi tiếp theo trở đi thì rất là sảng khoái. Theo cô viện trưởng giải thích thì đau là cái liệu pháp này sẽ tác động lên các phần cơ, xương, hệ bạch huyết để làm giãn các bộ cơ bị co cứng, giãn mềm và nâng cơ mặt, khiến gương mặt mình thon gọn hơn này. Đồng thời sẽ dịch chuyển các vùng xương mặt và cơ thể bị lệch ra do các thói quen sinh hoạt chưa đúng về đúng với vị trí của nó, cho khuôn mặt của mình sẽ trở nên cân đối hơn. Cùng với đó, nó sẽ duy trì cái khung xương mặt khi mà chúng ta chụp ảnh, đồng thời sẽ tác động lên hệ bạch huyết, đào thải độc tố trong cơ thể và gương mặt của chúng ta sẽ bớt sưng và bớt phù hơn. Trước khi tới Jackson thì thực sự Hà Bùi không biết rằng cái xương chậu của mình cũng bị lệch do các cái thói quen sinh hoạt hàng ngày không đúng cách, khiến cho khung xương chậu cũng như là mặt của mình bị lệch sang một bên. Và phải nói đây là một liệu trình quá hoàn hảo, nó cải thiện đồng thời cả về bề ngoài lẫn sức khỏe bên trong của mình. Và cảm giác Hà Bùi bây giờ như loại bỏ được một luồng chất độc trong người và gương mặt của mình thì cân đối hơn, thon gọn, khiến cho Hà cảm thấy tự tin hơn rất rất nhiều mà không phải lo ngại đến những hậu quả hay những biện pháp giao kéo khác. Và nếu như các bạn cũng đang gặp phải các cái vấn đề giống như Hà thì hãy liên hệ với Jackson ngay nhé. Hệ thống viện chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Jackson có tới 11 cơ sở trên cả nước nên mọi người đừng ngần ngại.